Hàng công đang là vấn đề lớn mà The Blue cần phải nhanh chóng giải quyết. Christopher Nkunku bản hợp đồng trị giá 60 triệu euro dính chấn thương khi trong trận giao hữu của câu lạc bộ thành London từ đầu tháng 8 và dự kiến phải nghỉ thi đấu đến hết năm. Ở vị trí trung phong cắm, huấn luyện viên Mauricio Pochettino chỉ còn lại những cầu thủ ít tên tuổi và non kinh nghiệm như Armando Broja, 21 tuổi, Mason Burstall, 20 tuổi, hay tân binh Nicola Jackson, 22 tuổi, chưa từng chơi bóng ở Anh trước khi cập bến Chelsea ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Huyền thoại Ashley Cole cũng thừa nhận đội bóng cũ của anh sẽ gặp khó khăn trong khâu săn bàn ở mùa giải này. Tôi cảm thấy rằng họ sẽ gặp vấn đề trong khâu ghi bàn. Tôi cho rằng Nkunku là một mất mát lớn. Mikhailo Mudryk có phần ở hơi xa khu vực nguy hiểm. Với một tiền vệ như vậy, bạn cần những pha đâm xuyên, chạy sau lưng hàng thủ, gây ra những rắc rối. Tôi nghĩ Raheem Sterling chơi khá sáng, cả Jackson nữa. Nhưng họ không mang lại đủ số bàn thắng cần thiết cho Chelsea vào lúc này. Cựu hậu vệ người Anh phát biểu trên Sky Sport sau trận West Ham 3-1 Chelsea. Ngoài những cái tên kể trên, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn còn một tiền đạo nữa. Anh là một chân sút nổi tiếng, từng có kinh nghiệm 8 năm thi đấu ở ngoại hạng Anh, được chuyên trang Transfermarkt định giá 40 triệu euro, tức cao hơn 3 triệu euro so với số tiền Chelsea đã chi ra để mua Jackson từ Villarreal. Tuy nhiên, cầu thủ này thậm chí còn chưa được đội bóng thành London đăng ký số áo ở đội 1 và theo tờ The Telegraph, anh đang phải tập luyện ở đội U21. Đó chính là Romelu Lukaku. Kể từ khi trở về Chelsea sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn tại Inter Milan, chân sút 30 tuổi vẫn chưa nói chuyện với Pochettino. Trong khi đó, vị chiến lược gia sinh năm 1972 từng tuyên bố Lukaku sẽ vắng mặt ở danh sách đăng ký thi đấu của đội 1 The Blue cho tới ít nhất là khi thị trường chuyển nhượng khép lại. Tình hình hiện tại của hàng công Chelsea là không hề khả quan. Dẫu vậy, dù bài toán đầu ra bàn thắng có trở nên hóc búa như thế nào đi chăng nữa thì Lukaku cũng sẽ không thể trở thành lời giải của Pochettino. Nhà cầm quân người Argentina chưa từng có hiệp khích cá nhân gì với cựu cầu thủ Everton. Tuy nhiên, Pochettino không thể sử dụng Lukaku kể cả trong những tình huống cấp bách nhất. Bởi nếu đưa tiền đạo người Bỉ trở lại thì cả Lukaku lẫn cựu thuyền trưởng Tottenham Hotspur sẽ vấp phải vô số phản ứng tiêu cực từ các cổ động viên Chelsea. Tới thời điểm hiện tại, các chú Blue vẫn không thể cảm thấy nguôi ngoai để bỏ qua cho những lỗi lầm khó chấp nhận của cựu tiền đạo West Brom ở mùa giải năm 2021 đến năm 2022. Lúc bấy giờ, Chelsea phải chấp nhận bỏ ra tới 113 triệu euro để biến Lukaku trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ. Đổi lại, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ nhận lại 15 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Nhưng nếu Lukaku chỉ kém cỏi về chuyên môn thì người hâm mộ Chelsea đã không coi anh như cái gai trong mắt họ. Hồi cuối năm 2021, số 9 của The Blue kêu nhớ đội bóng cũ Inter cũng như cuộc sống ở Ý và cảm thấy không thoải mái với hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên trưởng Thomas Tuchel. Tới tháng 7 năm 2022, trong buổi lễ ra mắt trang phục thi đấu mới của Nerazzurri, Lukaku tiếp tục làm các cổ động viên Chelsea khó chịu khi tuyên bố trở lại Stamford Bridge ở mùa trước là sai lầm của anh. Ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ The Blue sẽ phản đối dữ dội nếu Lukaku được trở lại đội 1, giống như phản ứng gần đây của nhiều cổ động viên MU trong vụ việc của Mason Greenwood. Về mặt chuyên môn, cũng chưa có điều gì có thể khẳng định trung phong sinh năm 1993 có thể nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội mới và thi đấu tốt trong lối chơi của Pochettino. Đối với Lukaku, ở lại Chelsea rất khó, nhưng gia nhập câu lạc bộ khác thậm chí còn khó hơn. Trong khoảng 5 tháng vừa qua, tiền đạo người Bỉ đã dần lâm vào thế bí. Đầu tiên là việc Lukaku đi đêm với Juventus khi Inter đang đàm phán để mua đứt chân sút mang áo số 90 từ Chelsea. The Blue tất nhiên không hề muốn Lukaku trở lại nhưng sau đó, Javier Zanetti, phó chủ tịch của đội chủ sân Giuseppe Meazza đã sôi máu và nói, Lukaku đã phản bội Inter. Chúng tôi đều rất thất vọng với hành động của cậu ta. Chúng tôi đã chờ đợi điều khác từ Lukaku, với sự chuyên nghiệp và với tư cách một người đàn ông. Khi biết tin cả Chelsea lẫn Inter đều chê Lukaku và Todd Bowley, ông chủ The Blue luôn bật đèn xanh cho anh ra đi, lại có rất ít đội bóng muốn chiêu mộ tiền đạo sinh năm 1993. Juventus là một trong số đó, thậm chí, họ là câu lạc bộ duy nhất được cho là thực sự mặn mà với việc ký hợp đồng với Lukaku. Dẫu vậy, đôi bên không thống nhất được phí chuyển nhượng. Sau đó, Bianconeri đề nghị đổi Dusan Vlahovic lấy trung phong người Bỉ và 40 triệu euro. Chelsea cũng không đồng ý. Pochettino được cho là không thích cả Vlahovic lẫn Lukaku. Thực tế, chiêu mộ cựu cầu thủ MU chưa chắc đã là lựa chọn sáng suốt của Juventus và tới Turin cũng chẳng phải bước đi khôn ngoan với Lukaku. Lý do là bởi các Juventini ghét tiền đạo 30 tuổi chẳng kém gì các chú Blue. Người hâm mộ Juventus từng nhiều lần biểu tình để tỏ rõ thái độ tẩy chay Lukaku. Hồi giữa tháng 7, khi báo chí đưa tin cuộc đàm phán giữa ban lãnh đạo bà đầm già và người đại diện của chân sút sinh năm 1993 đang diễn ra một cách thuận lợi, một nhóm đông cổ động viên của đội bóng áo sọc đen trắng đã tới tận đại bản doanh của câu lạc bộ, đứng sau hàng rào sắt và cùng nhau đồng thanh: "Chúng tôi không muốn Lukaku tới đây." Tới tháng 8,
khi Juventus xông đất sân Allianz trước mùa giải mới bằng trận giao hữu với đội trẻ. Các Juventini đã kéo nhau từ trên khán đài tràn cả xuống mặt cỏ và hô to, không được mua Lukaku. Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa Lukaku và người hâm mộ Juventus vốn dĩ cũng chẳng có gì tốt đẹp. Hồi đầu tháng 4, cầu thủ người Bỉ phải nhận thẻ đỏ vì ăn mừng khiêu khích các Juventini sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Inter trên chấm penalty ở trận bán kết lượt đi Coppa Italia. Cụ thể, Lukaku hướng mặt về phía khán đài tập trung đông người hâm mộ của lão bà thành Turin và đưa một ngón tay lên miệng để ra hiệu im lặng. Cổ động viên Juventus lập tức nổi giận, họ buông những lời lẽ phân biệt chủng tộc và ném đồ vật về phía số 90 của đại diện thành Milano. Kết quả, Serie A quyết định cấm Bianconeri mở cửa khán đài phía Nam, có sức chứa 5.000 người, ở trận đấu tiếp theo. Còn Roc Nation, công ty đại diện của Lukaku, thì lên tiếng yêu cầu Juventus phải xin lỗi thân chủ của mình. Những lời lẽ phân biệt chủng tộc hướng tới Lukaku của các cổ động viên Juventus thật đáng khinh bỉ và không thể chấp nhận được. Trước, trong và sau quả phạt đền, Lukaku đã phải chịu đựng sự phân biệt chủng tộc thù địch và ghê tởm. Chính quyền Italia cần phải tận dụng cơ hội này để giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc thay vì trừng phạt nạn nhân, ông Michael Gelmark, chủ tịch Roc Nation, nói. Lukaku chắc chắn sẽ không thể cảm thấy hạnh phúc nếu chuyển tới một môi trường mà ở đó các cổ động viên đã ghét bỏ anh từ lâu. Ngoài Juventus, Lukaku cũng nhận được một vài lời đề nghị từ Saudi Arabia. Tuy nhiên, tiền đạo người Bỉ đã từ chối vì muốn tiếp tục chơi bóng ở châu Âu. Inter, Juventus, Chelsea, cả ba cánh cửa này đều đã đóng lại với Lukaku. Một phần nhỏ vì những yếu tố khách quan, phần còn lại do phong độ và thói vạ miệng trên truyền thông của anh. Vào lúc này, ở lại Chelsea gần như là sự lựa chọn không phải là tốt nhất mà là duy nhất với trung phong 30 tuổi. Lukaku cần nỗ lực trước hết là trong tập luyện, kể cả là ở đội U21. Cựu cầu thủ MU cần cho các cổ động viên The Blue thấy hình ảnh của một Lukaku chăm chỉ tập luyện, tập trung hoàn toàn vào chuyên môn thay vì một Lukaku với những phát biểu gây sốc trên truyền thông. Dù tiền đạo sinh năm 1993 có thể ở lại Chelsea hay không, các khán giả cũng đã chán ngấy với những lời nói theo kiểu đâm chọc của anh. Từ nay về sau, Lukaku không thể có thêm bất kỳ phát ngôn nào khiến người ta phải tức giận và luôn phải uốn lưỡi 7 lần khi tiếp xúc với báo chí. Nhận được sự chấp nhận của các cổ động viên Chelsea là điều vô cùng khó, thậm chí là gần như bất khả thi. Sau nhiều ngày đàm phán, Roma và Chelsea cuối cùng đã đạt được sự đồng thuận. Tuy nhiên, mức phí mượn đang có sự khác nhau giữa báo Anh và báo Italia. Tờ Daily Telegraph đưa ra mức giá 8 triệu euro trong khi con số của Sky Sport Italia chỉ là 5 triệu euro. Ban đầu, mức phí đề xuất là 10 triệu euro và Chelsea sẽ trả một phần lương của cầu thủ người Bỉ. Nhưng sau cùng, phí cho mượn thấp hơn và Lukaku sẵn sàng chấp nhận mức lương chỉ 7,5 triệu euro mỗi mùa, giảm hẳn so với mức lương 12 triệu euro mà anh đang nhận ở Stamford Bridge. Sau kỳ nghỉ cuối tuần ở Bruxelles, Lukaku hiện đang ở London và sẵn sàng ký hợp đồng với ông chủ Jan Friedkin và giám đốc Thiago Pinto. Theo Sky Sport Italia, chiếc máy bay riêng do ông chủ Jan Friedkin lái sẽ hạ cánh cùng Lukaku ở Rome vào khoảng 17 giờ giờ địa phương, 16 giờ ở Anh, vào thứ ba. Lukaku sẽ có lượt thứ ba làm việc cùng huấn luyện viên Mourinho, người đặc biệt đã dẫn dắt tiền đạo người Bỉ trong một năm rưỡi tại Old Trafford từ mùa hè năm 2017 đến tháng 12 năm 2018. Trước đó, ông cũng từng huấn luyện Lukaku tại Chelsea trong một thời gian ngắn vào năm 2013.